Trung Kiên xin chào mọi người nhé. Có rất nhiều các bạn hỏi mình có những cây mà các bạn xin về hoặc là các bạn mua ở trong dân về, thì khi mà mua về thì những cái cây một cốt rất là đẹp như này, thì hỏi mình cách làm tán nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái cách làm tán đơn giản và dễ dàng để cho mọi người ai cũng có thể xử lý được cái cây hoa mẫu đơn của mình nhé. Đây là một cây thoát thân khá là cao và bóng của nó thì rất là loãng, bởi vì cái hàng này không phải hàng cắt giật. Nên là hiện thời thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm tốt nhất và nhanh nhất, cũng như là sau này các bạn làm càng ngày các bạn làm càng đẹp nhé. Đầu tiên các bạn cắm cho mình một cái cọc như này. Sau đó thì làm một cái khung khung xương cho cây. Gồm có hai cái sắt sáu đan thành hình chữ thập. Nếu mà bóng tàn của bạn to thì bạn có thể dùng tiếp 1.4. Sau đó thì bạn làm cho mình một cái vòng đai này. Và bắt đầu chia cành cho cây và gò tàn cho cây. Khi mà chia cành xong, gò tàn xong, như cái cây này, cái cành cây của mình nó rất là ít và cái tàn nó không được dày. Vì vậy nên là khi mà gò xong thì bắt đầu mình sẽ xén và để mình nuôi tàn nhé. Các bạn để ý phần này nhé, có cái phần chia cành là phần sẽ mất nhiều cái thời gian và suy nghĩ của các bạn nhiều nhất. Thì rất mong là các bạn sẽ thử làm được một cái cây của chính bản thân mình đẹp nhất nhé. Các bạn có nhu cầu về hoa mẫu đơn, cách chăm sóc, cách làm tàn của hoa mẫu đơn hay hoa giấy thì có thể follow kênh của Trung Kiên nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại. Mình sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều thứ rất là hay ho. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.